Rồi chào các bạn. Thì đàn heo của mình hôm nay đã được 66 ngày rồi. Và hôm nay mình tiến hành tẩy dung lại lần 2. Ở đây mình dùng thuốc trộn các bạn, tại vì đàn heo của mình ở đây nó hơi nhát, mình chích không có hết được. Thì cái thuốc trộn này là mình thuốc trộn trong thời gian là dài một tuần lễ các bạn. Heo các bạn, 1g cho 30kg heo trọng, cho ăn 7 ngày liên tục. Đó, sử dụng ngay khi đàn heo có dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng hoặc là phòng. Đó. Thì có 3 cách chúng ta tẩy dung. Một là thuốc cũng dạng trộn nhưng mà ta tẩy một lần các bạn. Đó. Hoặc là thuốc trộn mình đây mình chọn là trộn 7 ngày để cho không mất sức heo. Rồi còn một cách thứ ba nữa là chúng ta tiêm. Đó. Tiêm thì heo chúng ta dạng các bạn, tiêm được hết đàn á, hoặc chúng ta nuôi ít á. Chúng ta tiêm thì nó sẽ rẻ tiền hơn và nó đôi khi là chúng ta tiêm nó sẽ tẩy đều hơn. Rồi mình thì đầu tiên thì mình cũng chia sẻ cho bạn là đàn heo của mình á hôm nay đã được 66 ngày rồi, bắt hôm 12 tay đó, và hôm nay là 12 tay tháng 8 và hôm nay là 18 tay tháng 10 đó, tháng 8 là tháng 9 tháng 10 các bạn. Đó là 66 ngày thì những con to lứa các bạn thì chắc rơi vào tầm khoảng 60kg rồi, thì mình tẩy dung lần 2. Đó, lần 1 là nó 20kg mà, lần 1 có 20kg, lần 2 là 60kg chúng ta tẩy là xong, là kết thúc đến khi mà chúng ta xuất bán. Hai đàn thì mình đây là 50 con. Đó, 50 con thì mình trộn vô cái gói này là mình trộn vô 100kg các bạn, 100kg cám. Đây họ hướng dẫn cho mình là 1g trên 30kg trọng, nhưng mà một gói này mình sẽ trộn 100kg cám, tại vì 50 con này một ngày nó ăn là 100kg à. Một ngày ăn 100kg thì mình trộn vô. Và một gói này 100kg cám cho nó ăn một ngày. Và chung cho heo nhỏ luôn các bạn. Nó ăn trong 7 ngày. Thì các bạn cũng đừng có quên, đa số là những bà con mới chăn nuôi heo bạn thường hay là quên cái công tác là tẩy dung. Đó, cái này rất quan trọng bạn, 20kg chúng ta tẩy một lần và 60kg chúng ta tẩy thêm một lần nữa. Đó, một chu kỳ của một lứa heo thịt là chúng ta sẽ tẩy 2 lần. Đó, bạn thấy đàn heo mình cũng phát triển là tương đối bạn, tương đối trong cái mình cũng thường chia sẻ là cái mùa dịch này thì chúng ta phải phòng bệnh cho thiệt là tốt bạn. Đó, ta sử dụng cái hai cái men thức cấp rồi cái thuốc tím bạn, chúng ta xịt nó mỗi ngày xịt một lần, đồng thời chúng ta pha cái thuốc tím để chúng ta vô cái hố tắm cho nó tắm nó uống luôn thì nó sát khuẩn luôn cái đường ruột bạn và sát trùng da đó, rồi gì đồng thời diệt virus vi khuẩn đó, chúng ta pha cứ pha đậm bạn. Có một số bạn là nói chia sẻ là nhà sản xuất là hướng dẫn 1kg là pha vô 20 khối nước để diệt virus. Đó, thì cái đó là khi mà không có bệnh các bạn, không có dịch bệnh, thì tình hình bây giờ là dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, cho nên mình pha đậm 1kg này mình pha vô 10 khối nước mình xịt, tắm thì mình pha 1kg vô 200 khối nước, còn cho uống thì 1kg 400 khối nước xịt đó, đậm cũng ảnh hưởng đến heo của mình các bạn. Mình đem thực tế bạn cũng thấy đàn heo của mình nó phát triển rất là tốt rồi. Hôm qua mình mới chích những con chất cấm thịt á, chích bồi dưỡng như đó, chích thuốc bồi dưỡng rẻ các bạn, có mấy bạch chai chích cái đó. Giờ cái mùa dịch bệnh này thì chúng ta phải tăng sức đề kháng cho heo, và thứ nhất, thứ hai là phải tiêu diệt được mầm bệnh virus từ bên ngoài tấn công vào, và đồng thời là từ bên trong, đó là cái cám đây bạn. Cám mình đây là mình xài cám trộn, nó không có sử dụng cái cám viên, mình cũng chia sẻ cho bà con các bạn nhiều rồi, cám viên mình chỉ mua cám heo con thôi. Bây giờ tình hình dịch bệnh thì bệnh heo nhỏ mình heo mới 12kg 13kg là mình cũng cho nó qua cái cám trộn luôn đó. Cho tuy nó chậm lớn hơn chút xíu nhưng mà nó ăn các bạn, mình không nhập cái cám viên, 100% cám trộn và phòng dịch đầy đủ đó. Và nhớ là heo 20kg ta mua hiệu nào có luôn bạn đó, thuốc nào cũng được, hiệu nào cũng được, của bio rồi của cái này là Primigym rồi rất là nhiều công ty đó, hiệu nào cũng được, chúng ta mua tẩy tẩy cho nó định kỳ 20kg và 60kg đó. Rồi bây giờ mình đây mình trộn sẵn các bạn, giờ mình cho nó ăn thao, thì mình không có quay video thì mình ôm bao mình đổ luôn bạn đó, ôm bao đổ luôn
bao này là hai mấy ký đó. Một hộp một bên là một bao ngày cho ra cử buổi sáng là bên bao cử trưa là hai bên một bao bên nửa bao bạn, nhưng mà nhiều hơn chút đó. Một ngày thì hai đàn này 50 con rồi mình cho nó 100 ký, cho nó ăn khoảng 40% thì chậm. Cám trộn này thì mình cho nó ăn 4% cho trong heo 50 con cho nó ăn một ngày 100 ký, còn con ngày 2 ký. Một con lớn thì nó ăn hơn 2 ký, con nhỏ thì nó ăn không có. Vậy thì mình chút mình quay xong rồi mình quay giường đổ luôn. Hôm nay mình cho ăn hơi sớm các bạn, giờ mới có 4 giờ rồi. Mình làm cái thủ làm cái gì video để chia sẻ các bạn đó em ta. Giờ các bạn thấy không, nó ngơi ngơi phải không, thịt nước vô để mình tập cái ăn nước các bạn. Nếu chưa nó sẽ bu rồi nó ăn mà. Ăn thua mình tập lúc đầu. Đây mình tập cho ăn nước. Thì mình thấy trong cái mùa dịch này thì chúng ta cố gắng phòng dịch cho mình kỹ. Thịt chuồn. Rồi cái đặc biệt là cái cám này bạn. Cám này chúng ta phải cám trộn của mình là có nguồn gốc mình nhập cám là cám bắp, cám gạo, thì phun lên. Cái đạm cá thì mình tự mua, nhưng mà đạm cá chúng ta phải mua có nguồn gốc vậy. Tính tình trạng là những cái trại bị nổ dịch rồi cái cá nuôi dưới hầm phân heo á, khi mà khai thác nó bán cho mình bị nhiễm mà. Trung bình là từ 50 đến 60 rồi, rơi vào 60 thì lắm các bạn. Xíu nữa cái mình xả nước ra luôn, ngày mình xả cho nó lần thôi. Sáng ngày mình xả sớm, xả nước thì vô cho cám này sáu tắm rồi cho thứ tím vô. Đúng là 2 tháng 6 ngày heo mình bắt từ hai con từ 8 đến 10 ký. Con to là 10 ký bạn, còn rơi vào 7 8 ký thì nhiều. Mình nhảy ra đi, cắn nhiều quá. Rồi ở video này thì mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn về cái quá trình cái công tác mà tẩy dung định kỳ. Đó, heo từ 20 kg tẩy một lần, rồi 60 kg chúng ta tẩy một lần. Đó, đến khi xuất bán tẩy thì có nhiều cách. Đó, mua thuốc trộn tẩy một lần, thuốc trộn tẩy thời gian trong vòng một tuần, hoặc là chúng ta mua thuốc để chúng ta tiêm. Đó, chúng ta đừng có quên cái công tác mà tẩy dung, nó rất là quan trọng.
để giúp heo chúng ta nó phát triển một cách tốt nhất. Chứ để chúng ta cho mà ăn, nó ăn nhiều nhưng mà không thấy lớn là thằng heo chúng ta nó bị tẩy dung và nó còn ảnh hưởng đến, nó bị liên quan một số bệnh liên quan các bạn. Nên chúng ta phải tẩy dung định kỳ vào 20 ngày, 20kg và 60kg. Rồi, video này là kết thúc, thì xin chào con, chào bạn, chúc bà con bạn chăn nuôi đạt hiệu quả cao.